chào cả các bạn nha. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình là mình giới thiệu cho các bạn ai dân hàng thuốc bắc nha. Cái thuốc gì nhỉ? Cái thuốc bắc nha. Cái thuốc gì nhỉ các bạn? Mùi nó cái gì ạ? Bạn ơi, thuốc này thuốc bắc à? Bạn ơi, cái này cái gì nhỉ? Trời xanh. Mùi này thì giống như là mùi gì nhỉ? Pha thuốc ở dưới chỗ mình ấy. Là pha thuốc gì nhỉ? À, trên mình ấy. Pha cái gì nhỉ? Pha cái muối á. Cái này là thuốc. Cái này pha nước chấm á. Đây nụ non bao tử thất. Mình cũng không biết mình đặt thử. Đây là dân hàng thuốc bắc nha. Thuốc bắc đông chân đau xương khớp. Nụ non trang tử thất không phải chứ. Đây này các bạn ơi. Nói gì nhỉ? Các bạn ơi, cái này là gì? Cây thuốc gì nhỉ? Cái thuốc gì nhỉ các bạn? Thuốc gì nhỉ? Đây là gì nhỉ? Tam thất. Đây nhân sâm hay nhỉ? Cái này ngửi này giống như nhân sâm rồi. Đúng là gọi là nhân sâm rồi. Cái này làm gì nhỉ? Wow. Cái gì nhỉ? Thuốc gì đây nhỉ? Không biết. Nhân sâm hay là gọi là tam. Nhân sâm ấy nhá. Ở trên Bắc Hải thì không có đâu nha các bạn nha. Chứ ở dưới mình không có đâu. Hôm nay là chủ nhật mình được đi, mẹ cho mình đi nè. Mình giới thiệu cho các bạn lần lượt các gian hàng hoặc cái gì để mình giới thiệu cho các bạn tất nha. Nhân sâm bây giờ nhỉ các bạn nhỉ? Không phải sao? Cô ơi, có vẻ cái này cây nhân sâm không cô? Cái này tên tam thất. Thế tưởng cái nhân sâm thì lúc ở nhà ra mẹ cháu bảo cái này cái nhân sâm cơ thì cháu nhìn thấy quen. Thế cái này cái gì ạ? Cái củ này à? Tam thất khô. Thế là tất cả cái này là tam thất hả cô? Tam gì? Tam thất rồi. Tam thất xanh hả cô? Ủa.
đã làm trải nghiệm gì đấy? Không, đấy là đi trải nghiệm. Đi trải nghiệm là làm cái trải nghiệm là không ạ. Phải đi trải nghiệm ấy. Và đi tham quan. Không, biết cái gì? Có biết gì đâu. Cái này có chú ơi, chú ơi, có phải cái này mà pha nước chuyện nước chấm súp đúng không của chú? Thì giống mùi, thấy cái mùi này giống như cái mùi mà lúc mà mẹ cháu pha cho ấy. Mùi ngửi mùi này quen lắm nhá. Wow, không phát hiện ra mùi nào được. Tam, đây tất cả là tam thất luôn nha. Tam thất thuốc bắc nha. Đấy. Ủa. Năm ít các bạn ạ. Là mình nhìn nghe. Hả? Cũng là nhà bà thơm không biết được. Mặt gian hàng này thì mình mới biết được mỗi một tí thôi. Ok, các bạn nữa chứ. Mình cũng thật sự là không biết cái gì hết. Thì mình từ chuối lên nên là mình chỉ biết cái. Đồ giấy thì biết là xoài vân vân, nhưng mà cái này không biết, thật sự là mới nhìn qua một lần thôi. Mình ở chỗ mình cũng có cả đồng, nhưng mà bắt ốc biêu vàng không bao giờ được. Bắt ở nhà hàng à, ta thức khô đó. Hôm nay mình lên nên mình cho các bạn xem. Tam thất khô, tam thất. Mùi này quen mà không nhớ được. Thì các bạn ơi, các bạn vừa cùng mình rồi đi xem các gian hàng tam thất này nhé. Cả gia đình tam thất ấy, các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ, đừng quên nhấn máy đăng kênh của mình nhé. Hẹn các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.